nhìn không cố cho nữa thì tao nhưng mà sợ ẻ đấy không quen. Alo anh ơi, anh em bảo mai có chuyến xe ghép đi từ tầm 5-6 giờ chiều không anh, em gửi ít đồ mang lên Hà Nội ít. Vâng ạ, em gửi quần áo mang lên chỗ Trần Thái Tông. Có chắc chắn cho em được không? Tại vì thứ ba em đi du lịch rồi thì em phải gửi lên ấy. Vâng ạ, vâng, thời gian gửi thì em thoải mái mà, từ giờ đến đến tận tối muộn cũng được. Có gì anh báo em sớm nhé, với cả tiền phí phí cước là bao nhiêu ấy anh? Không, có một cái váy thôi. Vâng. Vâng ạ. Nhận ở thứ. Vâng. Nhưng mà ba, ui,